mình lên e qua để mà chừng nào mình thấy mất mỹ quan thì mình đi mổ thôi. Mất là gì đâu thì mổ lấy ra hết, mổ mổ là cái bắn dựng bắn cái nút rùi cái nút gì bắn nó có tiêu nè. Đi cái sâu đi, sâu đi cũng tăng cực nhạc đặt đè đấy. Rồi mới nổ lên là sợ đi chưa ăn mấy lần rồi. Tiểu phẫu mà thì cái này đơn giản gạch xương quá đẹp làm thủ tục coi xét nghiệm máu đông bên trong đọc để mổ còn được cũng hồi gì đó bước cái chiếc này cũng cho là thấy là phải treo nó rồi. Dầu chưa chưa bỏ dầu ta gạt cái tường muốn quẹt không cháy được cái đuôi tường sủi. Bây giờ nó có cái gạt đổ dầu đâu có xăng như bây giờ. Nhưng mà thấy là xưa là cái mình dầu dầu cùng nó đưa cho tường nó hư hư ấy luôn. Tụi muốn chọc ấy không? Tụi nó vô người muốn không đi được. Sớm rồi. Như mấy tủ cái này đâu là biết cái quạt đó. Cái này dễ đánh hơn nè. Cuối năm cơ, cuối năm là tham gia rồi.
tao.